Chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình tiếng Anh vỡ lòng. Hôm nay chúng ta sẽ học đến bài 12. At the zoo, at the zoo là tại sở thú. Hôm nay chúng ta sẽ học về từ vựng về những con thú các bạn nha và những cái cách hỏi xung quanh nó. Có nghĩa là chúng ta đi à, à, một vòng nhỏ cho chúng ta biết nhiều từ vựng về nhiều lĩnh vực khác nhau và những cái cách hỏi à, cụ thể về những lĩnh vực đó rồi sau đó tôi sẽ mở rộng cho các bạn à, nhiều thứ hơn về nhiều điểm ngữ pháp hơn các bạn nha bây giờ chúng ta bắt đầu à, đầu tiên đó chúng ta có cụm từ là at the at the zoo đúng không là tại sở thú chúng ta thấy cái cụm mà at đó các bạn at đó phía sau at thì ở đây nó có cái mạo từ the nữa Ha. thì lúc này đó thường thường á thường thường á là khi nói at the zoo là tại cái sở thú khi nói đến sở thú thì người ta ám chỉ đến một cái sở thú mà ở một cái thành phố đó đó à, gần như là nó có duy nhất thôi cho nên là người ta dùng cái mạo từ the at the zoo ha là tại sở thú và cái giới từ at này có nghĩa là tại một nơi đâu đó tại một nơi đâu đó có nghĩa là nó ở à, gần gần cái khu đó ví dụ như các bạn đứng trước cổng nè hay là các bạn đứng cổng bên hay là cổng sau thì người ta vẫn dùng cái giới từ at là tại cái điểm đó ha nó không phải là bên trong nó cũng không ám chỉ bên ngoài nó chỉ nói tại cái điểm đó chung chung ví dụ mình nói là at the mall at the mall chữ này đọc là mall nha các bạn ha đôi khi trong tiếng việt mình nói với nhau mình nói mall mall đó ha giống như chữ o vậy đó nhưng mà đây là a dài a mall mall tới em là mall 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 cho nên nó nghe giống như chữ mall hay là mall at the mall là tại trung tâm mua sắm tại cái mall đó các bạn trung tâm mua sắm ha và tại sở thú thì chúng ta sẽ thấy những con thú à và danh từ số ít của nó là animal 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 âm ngắn là e animal 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 số nhiều thêm s vào nó thêm âm giờ vào animals 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 ha còn số ít là animal rồi ha tiếp theo Chúng ta có một loạt các cái à, danh từ à, là những con thú đặc trưng thôi ha. Sau này mình sẽ gặp nhiều cái danh từ về những con thú hơn nữa. Nhưng mà chúng ta học 10 cái danh từ ở đây thôi. Không phải là ít cũng không phải là nhiều cho chúng ta biết cái cách để ám chỉ đến một con thú cụ thể là như thế nào. Sau này chúng ta gặp nhiều hơn thì mình học một danh từ mới thôi. Không vấn đề gì cả ha. Monkey Monkey đầu tiên là con monkey nó có nghĩa là con khỉ nếu các bạn thấy bên đây mà tôi ghi tiếng việt mà nó có bị sai đó mà lỡ có sai thì các bạn nhớ trong cái lời giảng của tôi tôi có nói lại nha như, như hôm nọ tôi ghi cái chữ father bên đây cái tôi quên sửa lại cái chỗ mà hồi trước đó, nó là yellow nó màu vàng tôi quên cái tôi để luôn màu vàng không để ý đó các bạn thì nó lỡ sai trên màn hình rồi quay video rồi không sửa được cho nên là uh, các cô các bác thông cảm giùm con nha rồi đầu tiên là monkey nhưng mà các bạn nhìn vào chữ viết đó mình không biết cách đọc đâu dĩ nhiên nó có nguyên tắc là âm n đứng trước âm cờ đó thì âm n này nè nó biến thành cái âm ngờ ngờ âm ngờ là âm ng đó ha cho nên nó là cái âm giống như chữ n nhưng mà có cái móc xuống vậy nè các bạn ha giống như chữ n nhưng mà có cái móc xuống sâu xuống bên dưới là âm ngờ 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 ha là mong mong ngờ ngờ mong monkey đừng đọc là Minh mân khi nha là không đúng nha mà là monkey monkey là con khỉ rồi tiếp theo nhìn vào đây đừng đọc là lion ha mà là lion 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 ha lion lion là con à, sư tử Yeah, con sư tử lion từ có hai âm tiết nhưng mà âm tiết đầu tiên nhìn đây là âm i nó là lie, lion 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 các bạn biết ở con ở Singapore có một cái con à, đầu sư tử mà mình cá đó con đó gọi là gì biết không nó à, được ghép bởi hai cái từ là cái từ đầu tiên là mermaid mermaid là nàng tiên cá đó các bạn mermaid là tiên cá thứ hai là con lion này nè ha nhưng mà đó nó ghép cái chữ m cộng với chữ lion này cho nên đôi khi đó các bạn sẽ nghe đâu đó có hai cách người ta nói một là m lion m lion là ghép giữa hai con m lion tiên cá và lion ha -lion. nhưng mà tôi thấy nhiều người đọc nhất đó, nói theo cái âm này m Merlion, lion, merlion. Còn nếu mà đọc mer lion ha là một cách khác. Còn merlion, mer, ơ, er, merlion. Đó là con đầu sư tử mình cá đó ha. À, ở Singapore. Con này là con lion. Tiger. Tiger. Nhìn vào phiên âm tai ai tai tiger. Tiger là con gì các bạn? Là con hổ, là con hổ ha người ta hay nói đùa các bạn đừng chơi với những cô gái thái bởi vì sao bởi vì các cô gái thái được gọi là tiger mặc dù cái chữ thái đó các bạn chữ thai đó viết bằng chữ thờ đúng không nhưng mà phiên âm cũng là thai luôn nó nói theo kiểu thai thai chứ không có đặt lưỡi giữa hai răng đâu nha không có tai tai đâu nhưng mà là thai Tiger girls. là dĩ nhiên mà nhấn vào chữ girls nhưng mà đôi khi mình chơi chữ trong tiếng việt á mình nói các cô gái thái là tiger tiger là giống như đây đó đó là nói đùa thôi nha nhưng mà tiger là những con hổ đợi bear bear giống như từ có hai âm tiết thật ra nó một âm tiết thôi nha nó là âm e và âm r er. e ờ er. nó chuyển rất là nhuyễn là air bear bear khi các bạn nói đến con gấu mà các bạn nói be be là không đúng đó là tiếng việt còn tiếng anh là bear a bear 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 bear. Nhớ nha. Mình nói theo giọng anh mình nói bear là được rồi. Còn tiếng Mỹ nó có cong lên âm r nữa. Bear bear bear. Rồi. Tiếp theo là con rhino. Rhino là con tê giác ha, rhino. Thấy chữ viết của nó nha. R H I R H I R H I tôi quên là chưa hướng dẫn cho các bạn bản chữ cái nữa ha hôm nào tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn rhino 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 con tê giác rhino rồi tiếp theo con này nè các bạn mình chưa chưa từng được hướng dẫn đọc thì ít nhiều á mình bị sai cái con này nha các bạn nhìn thấy đây đúng không phiên âm của nó là âm ngờ cho nên các bạn đọc là p p p pang pen, chứ không đọc là pen, 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 giống như cây bút nha, không đúng mà là pen, pen, pen. rồi tới g, w, 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 quen, penguin, penguin, cái g, w đó đọc cuối cùng nó cũng nghe ra cái âm w, à, cho nên là bắt đầu bạn g, nhưng mà đọc là chữ w, 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 -w, -w -win -win. Penguin, 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 chim cánh cụt, ha, chim cánh cụt. Rồi tiếp theo con này, giraffe. Con này nhiều người đọc không được nè, tại vì đâu có nhìn vào phiên âm đâu, mà nhìn để bắt chước thôi, cho nên rất khó. À, các bạn nhìn vào phiên âm nha. Âm này là âm j j j j j. Bạn nào chưa phát được âm j thì tìm cái video tôi nói riêng về cái âm dừa này để tham khảo nha. Nhưng mà đọc là jir jir có rung thanh quản, jir jir, j j, j j j j j. ras r a r a r r as. từ có hai âm tiết, nhấn vào âm tiết thứ hai, jiraz, Giraffe và dĩ nhiên nhấn vào âm tiết thứ hai thì âm tiết thứ hai sau khi nhấn xong á nó rơi xuống giraffe giraffe chứ không có giraffe mà là giraffe giraffe g g g, -g -giraffe. giraffe 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 là con hươu cao cổ giraffe giraffe rồi tiếp theo là con elephant ele elephant elephant hay là có người phát âm rõ hơn người ta phát đây là âm y ngắn là -l -l elephant 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 ele hay là elephant đều như nhau ha cái âm ơ ờ -ờ này nè là âm xoa là âm gió cho nên ta biến nó thành âm ơ hay âm y ngắn gì cũng được elephant 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 con voi ha elephant elephant con tượng rồi tiếp theo là các bạn con uh, cá sấu uh, con cá sấu châu á ha cá sấu châu á dĩ nhiên là cá sấu uh, châu mỹ hay là cá sấu nam mỹ đó nó gọi là alligator 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 ha. còn con cá sấu châu á là crocodile crocodile ha rồi bắt đầu đọc nha nhìn cách viết nha bắt đầu nhìn phiên âm nguyên âm chính là âm a dài a a âm đầu là cờ r

Die, die. Nghe nguyên âm chính làm ai đúng không? Die, die. Nhưng mà nó đâu có dừng lại đây đâu. Nó còn âm L nữa. Âm L bắt đầu chuyển sang, chuyển lưỡi sang vị trí lưỡi của âm L và phát cái âm O. Dial, dial, dial. O, O, dial. Crocodile, crocodile crocodile các bạn vào các cái trường mẫu giáo đó các bạn vào trường mẫu giáo các bạn sẽ nghe những cái em bé hai ba tuổi đó nó dĩ nhiên nó cũng học về con vật thôi nó nói crocodile crocodile nghe nó nói âm ồ mắc cười lắm dĩ nhiên á nó lên lên ba tuổi bốn tuổi á nó sẽ phát âm rất là chính xác nhưng mà lúc đầu nó bắt trước theo nó cũng nói là crocodile crocodile tại vì khi nghe các cái giáo viên đó các bạn mỗi ngày trò chuyện với nó người ta cũng nói là crocodile dial cho nên nó có cái âm mộ đó đó ừ, crocodile 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 dial 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 crocodile cá sấu rồi con này sống ở Châu úc đi

kangaroo gì đó các bạn ha nhưng mà mình ám chỉ đến cái con kangaroo này thì mình không thể nhầm lẫn được ha cái con thú nó cổ nó cũng hơi cao cao nó giống như con chuột vậy nên mà nó to lớn và phía trước nó có một cái túi đúng không cái túi nó để đựng con của nó đó không phải đựng đồ đi chợ mà là đựng con của nó ha kangaroo 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 được chưa nếu các bạn nào mà còn bối rối một từ ha quay lại từ đầu nha rồi, ok, ok. Con này là con gì? Con này là con rhino, rhino. Phải tôi ghi từ vào đây luôn ha. Có không gian để ghi từ ha. Rồi, ok. Con này là con rhino, con tê giác ha. Rhino. Con này là con gì các bạn? Giraffe. G gi, giraffe. Con hươu cao cổ nha. G gi, -g gi, giraffe, gi, giraffe. 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 Giraffe âm à, cuối làm phở giraffe giraffe con crocodile crocodile là con nào crocodile crocodile là cái con mà mỏ rất là nhọn và dài này nè các bạn đặc điểm của nó đó con crocodile là mỏ nhọn dài ra ha còn cái con cá sấu nam mỹ đó thì gần như cái mỏ của nó cái đầu của nó vuông vuông ha cái con alligator là cái uh, mỏ vuông vuông còn con crocodile là gần như cái mỏ nó nhọn ra dài ra luôn các bạn ha, phân biệt là vậy đó con này là con penguin 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 penguin, penguin, penguin. Ha, con này là con uh, kangaroo, kangaroo 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 con này là con lion 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 con sư tử con tiger ở đâu con tiger ở đây con tiger yeah. rồi con này là con gì các bạn bear nhớ m nha bear 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 rồi bear À. con bear con monkey ở đâu monkey măng mon mon măng monkey monkey ở đây các bạn con monkey ở đây rồi con này là con gì Ele elephant 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 hết chưa elephant hết rồi ha ok ừ. rồi cái cách hỏi về animal đó các bạn là chúng ta có mấy cách sau what is this animal what is this animal con thú này là con gì thế what is that animal animal con thú ha con thú này là con gì thế what is this animal what is that animal ha that là đằng xa this là ở đây rồi nếu là ở đây mà nói this animal is a this animal is a lion ha that animal is not a tiger cái con kia không phải là con tiger đâu that animal is not a tiger is not còn nói thế nào nữa các bạn isn't That animal isn't a tiger. Nó không phải là con hổ. Nha. Yeah. Rồi à, một cách hỏi nữa. Is this animal a giraffe? Is this animal cái con thú này? Is this animal a giraffe? À, con thú này có phải là con giraffe không? Is this animal a giraffe? Is that animal a lion? Is that animal nhớ cái đảo to be ra phía trước là is is that is this huh? is this animal a giraffe is that animal is that animal a lion yeah thì câu trả lời là yes yes it is it is hay là yes trả lời một câu hoàn chỉnh luôn that sir that sir giraffe is that animal a giraffe yes that's a giraffe 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 no That isn't a giraffe. That isn't a giraffe. Đó không phải là con giraffe đâu. That's a kangaroo. That's a kangaroo. Ha, đó là hai cách hỏi nó giống như uh, các cái cách hỏi của hình ảnh hay là màu sắc đồ này nọ thôi các bạn. Là chúng ta học từ vựng và cách hỏi cái đó là cái gì. Ha, luôn luôn có hai cách hỏi như thế này. Dĩ nhiên là có cách hỏi số ít và số nhiều nữa ha. Và chúng ta hỏi nhiều rồi. Yeah. Chúng ta sẽ hỏi được nhiều cách hơn trong những bài sau khi chúng ta có nhiều từ vựng một chút đi đã, yeah. nha. No. Rồi chúng ta có một cái bài hội thoại. Yeah. Do you like, do you like crocodiles? Crocodile, dial, dial. Nhân, nhân có nghĩa là nâng cao cái giọng ở cuối lên. Crocodile, crocodile, dial. Nhưng mà đây thêm s là crocodiles, crocodiles. Do you like Do, do you like crocodiles? Các bạn có học động từ thường rồi đúng không? Động từ thường là động từ like ở đây có nghĩa là thích thích cái gì đó. Ví dụ như I like this, I like that. Tôi thích cái này, tôi thích cái kia. I like her, tôi thích cô ấy. À, nhưng mà khi muốn đặt thành cái câu hỏi thì người ta thêm cái trợ động từ do vào để đặt thành câu hỏi. Thêm cái trợ động từ nha. Thêm cái trợ động từ Cái này bản thân do này đó Nó cũng là một động từ Nhưng mà trong tình huống này nó là trợ động từ Muốn đặt thành câu hỏi Thì phải thêm trợ động từ vào Đưa Đối với động từ thường Là đưa thêm trợ động từ vào Để đảo nó ra phía trước Cái chủ từ ở đây là you Đảo nó ra phía trước để hỏi Do you like her? À, là đặt thành câu hỏi là thêm trợ động từ như thế Nhưng mà động từ to be đó các bạn Mình nói là Is this animal a tiger? Tại sao mình đảo cái chữ is ra phía trước là động từ to be đó thì trong cái tình huống mà dùng động từ to be đó thì động từ to be có thể đóng vai trò làm trợ động từ luôn ha cho nên là không cần đối với động từ to be không cần dùng thêm trợ động từ do nữa. Động từ to be là đặc biệt ha, nó có thể làm trợ động từ cho nên là không cần thêm. Còn đối với các động từ thường thì mình đưa cái trợ động từ do vào để lập thành câu hỏi đảo nó ra phía trước chủ từ do you like her bạn có thích cô ấy không do you like me bạn có thích tôi không do you like crocodiles bạn có thích cá sấu không người b trả lời sao no i don't like crocodiles tôi không thích cá sấu ha thì không thích có nghĩa là khi mình muốn lập cái thể phủ định đó các bạn là mình nói mình không đó ha mà đối với động từ thường đó thì mình thêm gì thêm trợ động từ do thêm trợ động từ do vào nè ha nhưng mà đó là câu phủ định là không cho nên mình phải thêm chữ not vào nữa là do not i do not like crocodiles i do not ha là thêm cái trợ động từ vào mục đích là cho hai thứ một để lập thành câu hỏi là đảo trợ động từ ra phía trước hai đó là để lập thành câu phủ định ha phủ định có nghĩa là không đó còn cái câu khẳng định bình thường thì đâu có cần thêm cái gì ha cho nên dùng động từ bình thường thôi cho nên đây thay vì mình nói là I like crocodiles thì lúc này lập thành câu phủ định là thêm trợ động từ do vào mà phủ định cho nên là phải có chữ not thì ghép hai chữ này lại do not thì người ta có một cái thể viết tắt là chỗ chữ not đó đặt đưa dấu phẩy vào bỏ chữ o đi và nó biến thành cái từ chính thức là don't oh, do don't 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 don't, don't. âm giữa làm oh, do do rồi tới âm n don't. don't 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 I don't like crocodiles No, I don't like crocodiles. Tôi không thích cá sấu đâu. What animals do you like? What animals do you like? Bạn vậy bạn thích những con thú nào? What animals do you like? Khi hỏi chung chung đó thì mình phải thêm s vào ở dạng số nhiều. À, nếu nó là danh từ đếm được, animal đếm được không? Một con thú hai con thú đếm được. À, what animals do you like? Ha, à, vậy bạn thích con thú nào? Thêm cái từ để hỏi là what vào à, và đặt nó ra phía trước câu hỏi à, Luôn luôn muốn dùng các cái từ để hỏi như là what là cái gì hay là when là khi nào vậy đó các bạn Thì lúc này nó đảo chữ what ra phía trước, đặt chữ what đầu tiên để lập thành câu hỏi Thế Rồi, ngoài ra vẫn theo cái nguyên tắc á, vẫn theo nguyên tắc là trợ động từ do đưa vào, đưa vào trước cái chủ từ ha thì mình hỏi là what animals do you like? What animals do you like? Bạn thích con thú nào? ha. Rồi mình thêm cái danh từ này nè phía sau what để mình nói là con thú nào hay là đồ vật nào hay là cái ghế nào hay là cái bàn nào, cái nhà nào vân vân. Nó thì cái nhà nào mà bạn thích, đúng không? Hay là con thú nào? What animals nguyên cái cụm này nè có nghĩa là chữ nào mà bạn thích. Đó thì cái chỗ mà bạn thích này nè là cái ý thích là chính ha động từ chính là like cho nên á chủ từ ở đây là you đúng không chủ từ là you là chủ từ của câu đó thì mình thêm cái trợ động từ you vào đảo nó ra phía trước you ha nhưng nguyên cái cụm từ để hỏi này nè nó vẫn nằm đầu câu what animals do you like từ từ các bạn sẽ hiểu nhiều hơn nha Hôm nay nó lọt vô một trường hợp Thì tôi giải thích cho các bạn I like cats and dogs Tôi thích à, mèo và chó. I like cats and dogs. Có nghĩa là lúc này mình nói mình thích mèo nói chung thì lúc này phải thêm S vào. Mình thích mèo nói chung là số nhiều. À, dogs là những con chó cũng là số nhiều. Ừ. Và thích cái gì thì nói cái đó. Thích cái gì thì nó đâu là phủ định đâu. Cho nên là đâu có thêm trợ động từ do và làm gì, chỉ cần nói động từ like thôi. Hmm. Do you want a cat as a pet? Bạn có muốn có bạn có muốn một con mèo bạn có muốn một con mèo làm thú cưng không as a pet as a pet là làm thú cưng pet ở đây là con thú cưng đó các bạn con thú cưng có nghĩa là mình bất kể con thú nào mà mình biến nó thành con thú cưng để mình chăm sóc nó mỗi ngày được thì cái con thú cưng đó gọi là pet a pet là đếm được nha là một con thú cưng không bạn có muốn có một con mèo làm con thú cưng không ừ rồi cho nên á thêm trợ động từ want là động từ thường thêm trợ động từ do vào đảo ra phía trước chủ từ để hỏi do you want a cat as a pet ha yeah. rồi no người b trả lời no i just want a dog as a pet không tôi chỉ muốn một con chó làm thú cưng thôi ha thì các bạn nhớ là muốn con gì làm thú cưng thì nó có nguyên cái cụm này want a dog want a cat as a pet as a as a as a as a, as a pet P -p -p -p, pet 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 là con thú cưng thêm một danh từ nữa ha thì thêm cái chữ just này là các bạn ý muốn ám ám chỉ là nhấn mạnh tôi chỉ muốn cái tôi chỉ muốn cái đó thôi tôi chỉ làm cái này thôi tôi chỉ như thế nào đó thì cái chữ just có nghĩa là chỉ âm à, nguyên âm là âm ơ uh, ơ uh, giống như âm ớ trong tiếng việt mà ơ uh, ơ uh. âm đầu là âm j j j j j tới làm sao ta just just I just want I just want want I just want a dog as a pet I just 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 I just want a dog as a pet. Do you have a dog? Động từ have ở đây là động từ thường. Have có nghĩa là có. Có ở đây trong tiếng Việt á, nó có nhiều loại có đúng không? Nhưng mà cái chữ có ở đây có nghĩa ám chỉ đến cái sự sở hữu. Có là sở hữu. Mình nói có một chiếc xe bên đường. Có phải là mình sở hữu nó không các bạn? Không. Thì trong trường hợp đó tiếng Anh dùng cách khác. Còn cái chữ have ở đây là có dưới dạng sở hữu, tôi có cái đó, ví dụ tôi có một chiếc xe, nó khác với cái việc tôi có, nó khác với cái việc là có một chiếc xe đang đậu ở bên đường Hai cái nghĩa hoàn toàn khác nhau Thì ở đây là do you have a dog, bạn có con chó nào không, hay là bạn có con chó không, đó là nhà bạn có con chó không đó thì động từ have ở đây động từ thường cho nên thêm trợ động từ do vào đảo ra phía trước để hỏi do you have do you like do you want ha cách hỏi là như thế do you have a dog bạn có một con chó không no i don't have a dog thêm trợ động từ do vào để lập thành câu phủ định cộng với not cộng với not not ha mà not ở đây viết tắt bỏ chữ on giữa thêm dấu phẩy Kết hợp lại với chữ do thành chữ don't. I don't have a dog. Don't. Oh, don't. 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 No, I don't have a dog. Ha. Làm lại từ Do you like crocodiles? Do you like crocodiles? No, I don't like crocodiles. What animals do you like? I like cats and dogs. Do you want a cat as a pet? No. I just want a dog as a pad. A dog as a as a pad. Do you have a dog? Do you have a dog? No, I don't have a dog. I don't have a dog. Rồi, được chưa các bạn? Rồi, bài học đến đây cũng hết rồi nha. Uh, sau này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn nhiều thứ về ngữ pháp hơn Nhưng mà trong cái chuỗi này chúng ta mới đến bài thứ 12 thôi Cho nên đó, tôi sẽ cho các bạn biết nhiều từ về nhiều lĩnh vực khác nhau trước Rồi sau đó chúng ta mới đi vào những cái lắc léo của ngữ pháp các bạn nha Rồi hẹn gặp lại các bạn vào bài tiếp theo